Ayo, rất vui khi được gặp lại mọi người trong series Góc nhìn tuyển thủ. Sau thời gian dài chờ đợi, thì cuối cùng mình đã có được thao tác tay của các tuyển thủ trong giải đấu AIC rồi. Chắc hẳn là mọi người đang rất nóng lòng đúng không? Mình cũng như thế thôi. Nhưng mà trước khi bắt đầu video, đừng quên dành ra 3 giây, bấm like video, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video thú vị nào nhé. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ được xem kỹ năng múa nắc rốt thượng thừa của anh chàng đi rừng trẻ tuổi cho Tà Lông Esports, chính là Pop Pop. Hề với các bạn là xem đã mắt thật sự luôn đấy, cảm giác chơi rất là bình tĩnh luôn. Không cần phải nháy táp liên tục, cũng không cần phải ghim map giật giật như các idol top top. Đúng kiểu là chơi đơn giản mà hiệu quả luôn. Lúc nào cần dùng chiêu mà lúc nào cần giữ lại vô cùng hợp lý, chứ không phải cứ chiêu nào sáng lên là bấm đâu. Xử lý các kỹ năng cũng như là các tình huống phải gọi là đỉnh cao luôn. Nếu như mà phải đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 10, mình sẽ đánh giá cho Pop Pop là 11 luôn, không có nhưng nhị gì cả. Trong trận đấu này, Nacrot của Pop Pop không cho gian của Bân có bất cứ cơ hội nào để tập vẽ. Rừng của nhà Sài Gòn Phantom mà cứ như là rừng của Tà Lông Esports vậy. Nói không phải khen, chứ như là kiểu thách đấu xuống kim cương chơi đùa vậy. Mọi người còn đợi chờ gì nữa mà không mang ngay giấy bút ra để ghi chép những kiến thức bổ ích này vào. Khá là nhiều điều mọi người có thể áp dụng được trong các trận đấu rank đấy. Trong video tiếp theo, mọi người muốn xem thao tác tay của tuyển thủ nào, hãy để lại ý kiến xuống bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, mình không mà mất thời gian của mọi người nữa, để mọi người tập trung theo dõi nhá. Mình là Nắng Chói Trang, một nhà sáng tạo nội dung về Liên Quân Mobile. アレス ドラゴンのかしこも次元の力の匂いがするなアレスみんなやっちまえ Our middle lane tower is under attack. An enemy has been defeated. あの女、こんな数の次元モンスターも片付けられないの。ゲリ突破。 これからこのエリアは俺が引き継ぐ。次元モンスターと俺たちの次元の力の源は同じなんだ。 アレス、みんなやっちまえ。行け、アレス。弱者が次元の力をコントロールするなんて。 そもそも無理な話だ。あの女二人は。 こんな数の次元モンスターも片付けられない。Your team has destroyed a tower.
Các bạn đang xem góc nhìn tuyển thủ trên kênh YouTube Nắng Chói Chang. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ. みんなやっちまえ。行け。アレス。余裕だ。 次元モンスターも片付けられない。次元突破。次元図。これからこのエリアは俺が引き継ぐ。 みんなやっちまえ。
Các bạn đang xem góc nhìn tuyển thủ trên kênh YouTube Nắng Chói Chang. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ. このエリアにある次元の力は全て俺がいただく。 余裕だ。 Attack the enemy with honor.